Xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Thì hiện tại năm nay là đầu năm 2024, em sẽ cập nhật căn hộ The Celine của dự án Atua cho mọi người xem qua. Và đây, căn hộ The Celine bên em nằm tại đường Lê Dũng. Vì nó là một cái căn hộ cao cấp 5 sao dành cho nghỉ dưỡng, nằm tại trung tâm thành phố Quy Nhơn, Bay Mặt Tiền, Lê Dũng, Vũ Bảo và Nguyễn Tư. Thì với cái gọi là chính sách tốt trong đầu năm 2024 này, chiết khấu lên đến 20%, thì mời quý anh chị xem qua đây, đây là nơi em đứng. Và tiếp đến đó là một cái tiện ích hay của căn hộ là nằm ngay quảng trường và chợ đêm phía bên đối diện em ấy. Đây, mọi người hãy xem qua. Đấy, thì đây là một cái dự án mà đầy đủ những cái tiện ích như bên cạnh quảng trường biển, chợ đêm. Và cái chợ đêm này á, chuẩn bị sắp đến là sẽ cải tạo di dời để làm lại tuyến phố đi bộ và tuyến phố hoa phục vụ Tết Giáp Thìn năm 2024. Và mọi người hãy nhìn phía này, đường Lê Dũng đây á, là cái phía tiếp nối mà để làm phố đi bộ chợ đêm đấy. Và đây là toàn bộ mặt cổng phía trước của căn hộ bên em, thì gồm hai tòa, tòa A và tòa B như các video cũ em đã giới thiệu. Thì hiện tại chú tôi đang xây lên tầng 39 và chuẩn bị làm 8 cây đèn hào và tắt nóc, thì sẽ bàn giao vào tầm quý 4 năm 2024 và sở hữu sổ đá lâu dài. Đây mọi người xem ra. Và đây là mặt phía sau mặt cổng ra của dự án là nằm thuộc đường Nguyễn Tư. Thì dự án này sẽ gọi là cố gắng triển khai vào năm sau để bàn giao cho khách hàng, và hiện tại chiết khấu lên đến 20%. Và khách hàng nào mà tay nhanh chân trong ngày hôm nay chứ không năm sau thì gọi là cái mọi dự án hình thành về những cái có bàn giao thì nó họ sẽ tăng giá lên lên đến 10%. Thì đây mọi người hãy xem mặt Nguyễn Tư của dự án. Thì đây video cũng đã dài, thì mọi người xem qua và cảm nhận. Thì bên em là đơn vị phân phối chính thức của dự án sắp đến, thì bên em sẽ triển khai những buổi cà phê bất động sản cuối năm, và cũng là một nguồn dịch giao khách hàng để khách hàng đón Tết Giáp Thìn 2024. Mọi người muốn cập nhật về chính sách cũng như bản vé hay là